Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, lịch sử huy hoàng của dân tộc đã thấm sâu vào máu của người dân Việt. Những kẻ âm mưu xét lại, viết lại lịch sử bằng cách đánh cháo lịch sử dân tộc cần phải lên án mạnh mẽ vì đây là quyền lợi chung của cả dân tộc. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Phùng Úc Hà. Lịch sử thế nào thì để nguyên như thế. Một số giáo sư tiến sĩ ngành sử học cho rằng bỏ từ ngụy để phía bên kia khỏi chạnh lòng. Một kiểu lấy lòng phía bên kia hết sức vô nhân đạo đã dẫm đạp lên xương máu đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống cho nền hòa bình thống nhất hôm nay. Bộ sử 15 tập lịch sử Việt Nam do Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường tổng chủ biên sau khi giới thiệu bộ sử này thì quần chúng nhân dân kịch liệt phản đối về việc bỏ từ ngụy ra khỏi bộ sử. Dư luận vẫn còn gay gắt, chưa có chiều hướng dịu xuống, thì bộ phim tài liệu nhiều tập Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình lại phát sóng trên VTV và truyền hình nhân dân có nội dung giống như bộ sử 15 tập của nhóm Phan Huy Lê, Trần Đức Cường mà nhiều người gọi là ngụy sử, vì trong bộ sử không sử dụng từ ngụy và gọi Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền Sài Gòn hay quân đội Sài Gòn, âm mưu công nhận ngụy quân ngụy quyền là một nhà nước chính thể. Điều này đã gây bức xúc và tranh luận gay gắt trong những ngày qua, tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội của người dân Việt yêu nước chân chính. Đúng vậy, việc bỏ từ ngụy để gọi Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia hợp pháp là hành động rửa mặt cho thực dân đế quốc và bè lũ tay sai bán nước. Đây là một hành động đi ngược lại với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ và nhẫn tâm dẫm lên xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do cho đất nước. Vì tinh thần hòa hợp dân tộc, vì sự phát triển phồn vinh cho đất nước, nhân dân Việt Nam sẵn sàng khép lại quá khứ, tha thứ tội cho những gì mà ngụy quân ngụy quyền đã gây nợ máu với dân tộc mình, chứ không thể nào vô cảm với những nỗi đau thương, mất mát của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trường kỳ khốc liệt của nhân dân mình, cũng không bao giờ được phép vô ơn với cha anh ta, đã những người đã đi trước, đã dựng nên thành quả chói lọi ngày nay cho dân tộc Việt Nam. Lịch sử huy hoàng của dân tộc đã thấm sâu vào máu của người dân Việt. Những kẻ âm mưu xét lại, viết lại bằng cách đánh cháo lịch sử như thế này cần phải lên án mạnh mẽ vì đây là quyền lợi chung của cả dân tộc. Chép lại lịch sử phải giữ nguyên bản chất trung thực những gì đã diễn ra. Không kẻ nào được phép đảo ngược hay đánh đồng xương máu của những người giữ nước với những kẻ tay sai bán nước. Việc dàn dựng công phu bộ phim tài liệu lịch sử Việt Nam nhiều tập cũng như những nhà chép sử 15 tập kia không phải là chuyện nhỏ, đã phải sử dụng khoản tiền lớn của ngân sách nhà nước để làm nên những bộ phim giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc ta, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu rõ truyền thống đấu tranh đó mà ý thức để bảo vệ chế độ, gìn giữ hòa bình. Đừng vì lý do gì mà làm mất đi tính chính nghĩa của những cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc. Nhân đây, tôi xin dẫn ý của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên tham mưu trưởng quân khu 7 nhận xét về việc bỏ từ ngụy trong bộ sử Việt Nam. Theo như lời của một số phó giáo sư tiến sĩ đã nói rằng, bỏ từ ngụy để khỏi chạnh lòng phía bên kia, câu này các ông đã nói nhiều lần trong các cuộc hội thảo. Các ông nói như thế thì phong tục Việt Nam là câu nói mất dạy, một câu nói xúc phạm đến đảng ta, xúc phạm đến Hồ Chủ tịch, trong khi chúng ta luôn học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thiếu tướng nhấn mạnh, nếu bỏ từ ngụy là phản động chính trị, ấu trĩ về lý luận, ngu xuẩn về nhận thức, trí tuệ, nên không bao giờ được thay đổi bản chất của Việt Nam Cộng Hòa. Lịch sử thế nào thì để nguyên như thế. Thiếu tướng nhắc lại 6 câu thơ lục bát của Bác Hồ gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước xuân Kỷ Dậu 1969. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thẳng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên, chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn.